Sáng nay tại trường tiểu học Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, Hội đồng đội Trung ương phối hợp cùng với Tập đoàn Thiên Long tổ chức phát động chương trình Vì mái trường xanh năm 2020. Chương trình hướng đến giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, hình thành thói quen vứt rác đúng nơi quy định, chia sẻ kiến thức phân loại rác hữu cơ, rác tái chế và các loại rác khác ngay tại địa phương, hướng cho các em nhỏ biết quan tâm, chung tay giúp đỡ cộng đồng trong công cuộc xử lý rác thải trên địa phương. Học bổng Vì mái trường xanh được xây dựng dựa trên số tiền quy đổi từ sản phẩm Thiên Long đã qua sử dụng, do các em học sinh đóng góp vào công trình băng non. Theo kế hoạch, sau 2 tháng phát động chương trình, ban tổ chức sẽ tổng hợp, kiểm đếm và quy đổi các sản phẩm thu gom được thành các suất học bổng cho mỗi trường với quy cách tính là cứ 500 đồng cho một sản phẩm. Dự kiến mỗi trường sẽ nhận được học bổng với tổng trị giá trong khoảng từ 5 cho đến 10 triệu đồng.